Thưa quý vị, hiện nay trẻ em và thanh thiếu niên ở Mỹ đang dành nhiều thời gian hơn bao giờ hết cho việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội. Đó là kết quả từ một cuộc khảo sát mới đây do tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Common Sense Media công bố. Cụ thể, việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội ở thanh thiếu niên và nữ sinh Mỹ đã tăng 17% từ năm 2019 đến năm 2021, tăng nhanh hơn so với 4 năm trước. Trung bình tại Mỹ, thời gian sử dụng màn hình hàng ngày ở lứa tuổi thanh thiếu niên từ 8 đến 12 tuổi đã tăng lên 5 giờ 33 phút từ 4 giờ 44 phút và lên 8 giờ 39 phút từ 7 giờ 22 phút đối với thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi. Đáng chú ý là sự gia tăng sử dụng mạng xã hội ở trẻ em từ 8 đến 12 tuổi trên các nền tảng như Instagram, Snapchat và Facebook, mặc dù các nền tảng này yêu cầu người dùng phải từ 13 tuổi trở lên vì luật ở Mỹ cấm công ty thu thập dữ liệu từ trẻ em.